Chúng cháu xin chào tất cả các ông bà, cô bác, anh chị ạ. Chúc các ông bà, cô bác, anh chị có một buổi chiều vui vẻ và gặp nhiều may mắn luôn. Hôm nay thì chúng cháu đang có mặt tại Bác Bó các bác ạ. Ở đây là nơi dừng chân của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đấy, sau 30 năm là về nước thì là hôm nay là chúng cháu mới có cơ hội là đến đây và tham quan cũng như là trải nghiệm. Ở trên Hà Giang thì cũng có rất là nhiều điểm du lịch rồi. Tuy nhiên là hôm nay thì chúng cháu mới đặt chân đến chỗ này. Tuy nhiên ấy, khi mà cháu đào đến đây thì khi mà tìm hiểu qua ấy, thì với lại những cái hướng dẫn ở trong này thì cháu Đào là cảm thấy cũng rất là xúc động và cũng rất là muốn là vào và trải nghiệm luôn. Thế bây giờ thì có lẽ là mời các bác là cùng chúng cháu đi vào. Ở đây thì là khi đến đây là chúng cháu đã phải gửi xe ở trong cái khu vực này rồi và sẽ phải ngồi xe trung chuyển để đi lên. Nên là lúc mà du lịch Hà Giang đi lên trên cột cờ Lũng Cú ấy là cũng ngồi những cái chiếc xe trung chuyển này đi lên này. Mình đi lên cuối xong về. Dạ vâng. Đây anh cầm. Nên là ngồi ba người có sao không? Không sao đâu. Không sao đâu ạ. À, thế là nùng là nhiều hơn. Mai sợ hay sao em bám chắc thế? Hơi sợ chị. Hơi sợ à? Lên trên kia. Lên. Dạ. Bây giờ đi đâu trước được nhỉ? Chỗ nào em cũng muốn đi hết cơ. Vâng. Ôi nhưng mà rất là đẹp nhỉ, xung quanh từ đường bắt đầu bước vào ấy là rất là nhiều hoa tươi. Đó. Hôm nay thì đi cùng cháu Đào là có một anh hướng dẫn viên du lịch, tuy nhiên là anh hơi ngại nên là anh cũng không xuất hiện ở trên màn hình. Đấy, các bác có thể là nghe thấy âm thanh nhưng mà hình ảnh thì không thấy. Ở đây là như anh lái xe lúc nãy bảo là 5 giờ là đóng cửa. Đóng cửa. Em tưởng là muốn lên lúc nào cũng được anh ạ. Bên trong thì nóng đường ở đây người ta có giờ. À có giờ. Ở xung quanh đây là trồng rất là nhiều hoa nhỉ, các loại hoa luôn ấy. Đến đây là ôi, cũng vừa mới đến là cửa cũng vừa mới đóng luôn. Thế là chúng cháu cũng chỉ tham quan được ở khu vực phía bên ngoài. Trên này là rất là rộng và đẹp này. Trồng rất là nhiều loại cây cũng là loại hoa khác nhau. Cây này là cây gì mà to và đẹp nhỉ? Không biết là cây gì. Cây không có lá. Mùa này chắc là rụng hết lá rồi. Đấy, nhưng mà rồi là Tết ấy, là các chú trên này là cũng có trang trí vào và rất là đẹp này. Đấy, bên này là nếu mà chúng cháu đến sớm hơn một chút đấy là được vào trong này tham quan, nhưng mà đến hơi muộn một chút nên là đến đây là cửa cũng vừa mới đóng rồi. Đây là chuyến thứ hai đấy. Thứ hai. Vâng. Nãy là đang đi thì là chúng cháu cũng lên trên kia trước nên là giờ phải bắt thêm một lần nữa để lên trên kia. Từ đây lên trên suối Lên Ninh là còn hơn một cây số nữa. Dạ. Đặc cờ của bà con ở đây là rất là đẹp chị ạ. Ừ. Ở trong cái đất du lịch luôn thì phải khác chứ em. Ở đây là người ta trồng cái gì ở ruộng nhỉ, nhà mùa này? Là mạ à? Mạ với lại à. Trồng thuốc lá đúng không em? Thuốc lá. Bên này thì là trồng rất là nhiều thuốc lá. Đấy, các chị em đi qua là tưởng là cái rau gì rất là lạ, không biết được. Vâng. Suối trong lắm luôn đấy. Nhìn thấy suối rồi đấy. Thank you.
Ui, ở đây là nước là cực kỳ là trong luôn này. Đấy, và trên kia là cao kia, là núi Các Mác, và dưới này là suối Lenin. Và cuối cùng thì là cũng có ngày hôm nay được trải nghiệm thực tế. Bình thường là xem rất là nhiều rồi. Đấy, đến đây là cảm giác rất là bình yên. Đấy, bên đối diện thì là cũng không khác gì những khu du lịch ở nơi khác. Đấy, cũng bày bán các sản phẩm của bà con ở trong cái khu vực này. Đấy, khi mà anh chị khách du lịch đến ấy, có nhu cầu mua để dùng ấy, thì là mua luôn tại đây. Về vừa là quà này, vừa là kỷ niệm mua tại Park Bo. Em thấy người ta hay chụp ảnh ở đây này. Đấy, thấy hai, ba chữ suối Lenin ấy. Bên nước trong này là có cá không nhỉ? Đấy, giờ này là giờ chiều rồi. Theo như anh đi cùng em nào, anh cũng bảo là giờ này là ít khách rồi. Ui, cá kìa. Cá đầy này. Ui, nhiều cá nhỉ. Cá này là có tự nhiên hay là thả hả anh? Có tự nhiên á? Thế nếu như mà người ở đây muốn câu thì có được không? À, cấm ạ. À? Ờ, nhưng đây là cá tự nhiên là rất là nhiều. Nhưng mà tại vì là cấm rồi thì là mới còn. Còn nếu mà không cấm thì có lẽ là cũng không nhìn thấy những chú cá bơi lội như này nữa. Cái này giống phải cá chép không anh nhỉ? Cũng vàng vàng này. Không phải á? À? Nhưng mà nhiều lắm. Đây ở thế này cũng rất là nhiều này. Thích nhỉ? Còn là... giờ là anh em mình là vào sâu trong kia ạ? Thế là đi theo bên bờ này về là vừa đi vừa xem cá. Ủa? Cái gì ấy nhỉ? Con cá nhảy. Con cá nhảy á? Bên này là có cả hướng dẫn viên du lịch. Đấy, chị là rất là xinh. Nếu mà đi mà không biết ấy là có thể là chị sẽ hướng dẫn cho. Tuy nhiên thì hôm nay là cháu Đào rất là may mắn là có một anh đi cùng. Càng đi lên là nước càng trong và càng xanh nhờ. Ở đây là có con cá to hơn hay sao ấy đúng không? Nhiều lắm chị ạ. Nhiều lắm à. Trong này là gần nước cũng như là nhiều cây ấy nên là lạnh. Em đi chơi đã chị ạ. Em đi chợ chưa? Ở đây là có cả chụp ảnh để làm kỷ niệm luôn này. In luôn chị ạ. À, in luôn đúng không? À, được đấy nhỉ. Chụp về mai gửi về Mèo Vạc cho mẹ xem mới được. Đâu? Đẹp nhỉ? Để các bác à chơi nguyên cây áo ra lên. Ừ đúng rồi. Đây là các bà cũng đi du lịch ấy. Cũng đi về rồi. Đây thì là nhìn ở đâu cũng thấy cá. Đây là cũng bắt đầu là bước vào rồi. Các anh chị là đi về rồi, tại vì giờ cũng khá là muộn ấy. Chúng cháu thì giờ đang bắt đầu đi lên. Đông cực kỳ nhỉ, như những ngày cuối tuần hoặc là ngày lễ là còn đông hơn nữa. Hôm nay là ngày bình thường. Đường vào hang Cốc Bó. Ồ, có cả... dạ, qua đây đi. Rẽ bên này anh. Dạ, có cả Park Bo, Cốc Bó luôn ạ. À. Bên này là có một cái cây cầu để đi qua suối. Như khu vực này là mình muốn đến lúc nào cũng được phải không anh? À. Ở đây là có biển cấm, cấm bán hàng rong, cấm bẻ cành chặt cây, cấm khắc chữ vào thân cây. Đó. Cái thùng rác phải không anh? Dạ. Nhìn rất là cổ nhờ. Nhìn đúng đi. À, dưới này là còn được xếp bởi những viên đá. Để trồng rau. Trồng rau ạ? À? À, kia là rau gì anh? Rau xong. À, cải xong. Thế là trồng ở trên mặt nước luôn. À. Vâng ạ. Thế là đặc sản ở trong này phải không anh? Thế là đi bên này với bên kia là đi hai bên khác nhau anh? Đi mình thường thường là đi đường này xong rồi về về đường kia. À, tức là đi vòng được đúng không? Đi vòng được.
Nếu đây. Không thì đi đường kia thì về đường này. À dạ, đi đường nào cũng được. Đây là vườn rau của bác. Đây, vườn rau của bác. Đấy, vẫn là khi đến đây thì mà nói đến là chúng cháu cảm thấy à. Vườn cây ăn. Vâng, cũng rất là xúc động. Vừa là cây ăn quả, vừa là vườn rau hả anh? Cái mắt của em thì nhìn còn không thấy chữ nữa, tại vì giờ cũng khá tờ mờ tối rồi. Đấy, còn sắp đến hang chưa anh? Chưa, ở ngay trên này. Thế là chị em mình tranh thủ thôi nhỉ, tại vì là sắp tối rồi, khá là muộn rồi. Trong này là em còn nghe hẳn tiếng khỉ kêu chị ạ. Đây là đi từ cái bậc thang đi lên rồi, anh cũng bảo là sắp đến rồi ấy. Đây là có biển chỉ dẫn hết mà. Bác bó, đấy, theo như cháu nào có tìm hiểu qua ấy, thì là được gọi theo tiếng của người dân tộc Nùng và Tày. Bác bó là đầu nguồn. Đấy, thì trên là, này là đầu nguồn. Ừ, là nãy có cái chữ ở ngoài kia ấy là đầu Cao Bằng còn gì nữa nhá, cột mốc. Đường nào ấy? À, được đường này ạ. Trên này là vẫn còn là rất là nhiều các anh chị là đang... ở trên này, đấy, vẫn nghe thấy tiếng. Đầu nguồn nhá anh nhỉ? Đúng rồi. Đấy, đây là những cái bậc thang đi lên ấy, là muốn giữ lại như hồi xưa thì là không xây nữa, mà chỉ xếp những tảng đá lên thôi, để cho nó là nhìn là cổ kính. Chắc còn em lại ở đây rồi. Phải ở đây chứ anh? Đây rồi. Cô chú chụp xong rồi ạ? Tuổi trẻ. Tuổi trẻ. Hãy đi về đêm. Mình tuổi già. Mình tuổi già mình. Không phải đâu, cháu trẻ nhưng mà cháu leo được đến trên này cũng mệt lắm. Đây. Có không? Có không ha, nhà nào? Đây đây. Đâu? Đây đây. Ui, thế hình như là cô chú lên trên này là chưa nhìn thấy cửa hang. Chưa, nó đây. Đang chuẩn bị là đi về rồi mới nhìn thấy miệng hang. Đây phải đi tắt rồi, theo em luôn. Lối vào hai đó. À, lối này ạ? Thế là cùng các cô đi vào luôn nhỉ. Ơ, trong này có điện mà Mai ạ? Có rồi. Đây, cửa hang là khá là hẹp. Đường này chỉ đủ một người đi vào. Nhưng mà vào trong này cũng rộng phết mà. Trong này là cũng có ánh sáng đầy đủ luôn. Đây là cái bếp của bác. Cái bếp của bác. Cho nên là không được sờ vào. Đây là giường của bác này. Nghỉ và làm việc đó. Cái này thì là có cả biển là cấm sờ vào hiện vật. Trong này còn có một lối đi đâu nhé, đây này có rất là nhiều chỗ để qua, không biết là có ra được bên ngoài từ đây ấy. Ở đây là cũng rất là nhiều các anh chị khách du lịch vào và chụp ảnh lưu giữ lại kỷ niệm, là những tảng đá trong này là cũng gọi là mòn hết. Phía bên trên này là tượng các Mác. Đẹp nhỉ, nhìn là nó là tự nhiên thôi nhưng mà nhìn là rất là đẹp này. Đây là những hòn đá là gọi là như nào cũng có luôn, từ nhọn đến bế. Nhưng mà cái chính chắc là dưới bảo tàng luôn. Cái này là hết hả ta? Rồi rồi, đi ra. Cái chính chắc là bảo tàng Hồ Chí Minh chứ không? Cái chỗ nấu ăn của bác còn.
Cái âm thanh kêu như cái này là như thật rồi, như nước làm rồi, như thật. Chỉ được đứng ở bên cạnh nhìn, không được sờ vào. Vâng. Nhưng mà ở trong này mát nhỉ anh nhỉ? Ở trong hang rất là mát. Cái này là nay em vừa bước vào em còn tưởng là lửa thật cơ. Em bước vào em tưởng lửa thật nhỉ. Ở đây là có bất tử là hang lạnh nhớ tay người đốt củi bập bùng lửa cháy suốt đêm thâu. Ai hay ngọn lửa trong hang núi mà sáng muôn vàng vạn kiếp sau. Là nhìn ở ngoài bé nhà vào trong này là cũng rộng nhỉ anh nhỉ? Vâng. Bây giờ là chắc là anh em mình lại đi ra ngoài. Cái này hàng ngày chắc là rất là nhiều người lên nhỉ anh nhỉ? Rất nhiều người. Vâng. Chưa phải đến Cao Bằng. May quá em hôm nay em chưa đến thành phố, em vào đây trước là em đến Cao Bằng rồi. Vì sao gọi là Bác Bó theo tiếng người Tày là đầu nguồn ấy. Đây là nước từ này xuống này, đây là đầu nguồn rồi. Anh em mình đến gần kia được không? Thoải mái, thoải mái hả? Đi đâu là em nhìn nước rất là thích. Anh bảo lấy la vi đựng nước đúng không? Mấy nước đây về làm quà Hà Giang được đấy các bác ạ. Đây là nước đầu nguồn luôn đấy. Đó. Nước này không phải lọc nhưng mà uống luôn có thể. À uống luôn được à? Được. Mình chạm xuống được không? Thoải mái. À. Anh còn lên đây mang nước về. Ôi ô. Anh lên hay lên nước. Anh lên hay lên nước ở đây về uống nè. Lục lục. Lục. Mấy nước rất là mát này. Nói chung là nước rất là trong luôn. Đấy, mọi người hay nói bảo là nước quá trong thì không có cá. Tuy nhiên thì ở đây là rất là nhiều cá nhá. Bên kia là nước xanh biếc rất là đẹp này. Đấy, chị em mình là có hỏi qua anh rồi, anh bảo thích đi đâu cũng được. Đấy. Đây là nơi bác làm việc anh? À, đây là rất là nhiều anh chị đến đây để chụp đây. Những tảng đá là đã từ tận dụng bàn đá để làm việc. Ừ, bàn đá để làm việc như là đã từ hồi xưa rồi. Yeah, những cái đá làm mộc là rất là nhiều rêu đây. Còn là cái khu vực này là cũng gọi là chắn vào nhỉ. Yeah. Thời kỳ nơi bác làm việc thời kỳ 1941-1945. Đấy, cấm ngồi lên bàn ghế đá. Đấy, chỗ này thì chỉ được đến gần và xem thôi, không được ngồi lên. Vâng các bác ạ, thì hôm nay là chúng cháu cũng rất là vui vì được một ngày là đi trải nghiệm cái nơi mà trước đây bác từng sinh sống và làm việc tại đây. Thì hôm nay là cũng có một anh nữa là đi cùng, cũng rất là may mắn vì có anh là anh cũng là người ở trong khu vực này, anh cũng là hướng dẫn các chị em là đi và về đúng giờ luôn, không là cũng sợ muộn ở trong kia ấy. Thế bây giờ là cũng 6 giờ tối rồi thì có lẽ là nội dung này thì cháu Đào cũng dừng lại ở đây thôi. Cũng cảm ơn tất cả các ông bà cô bác anh chị. Hẹn gặp lại tất cả ông bà cô bác ở những thông tin tiếp theo thôi ạ.